Một mái tóc duỗi tuy đơn giản nhưng luôn là trợ thủ đắc lực giúp các chị em trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Trong video ngày hôm nay, Lóc Đẹp sẽ giới thiệu tới bạn 10 kiểu tóc duỗi ngắn cho bạn gái lúc nào cũng xinh mà quan trọng nhất là không bao giờ lỗi mốt nha. Và nếu xem hết video này, bạn cũng sẽ nắm được một số những thông tin sau. Các kỹ thuật duỗi tóc hiện nay, một số lưu ý khi chăm sóc tóc duỗi, top 15 kiểu tóc duỗi ngắn đẹp. Bây giờ thì hãy cùng bắt đầu ngay với các kỹ thuật duỗi tóc hiện nay. 1. Duỗi tóc bằng máy sấy và lược. Đây là phương pháp duỗi tóc đơn giản và phổ biến, rất dễ cho các bạn nữ tự làm tại nhà. Ở kỹ thuật duỗi tóc này, bạn chỉ cần sử dụng máy sấy tóc và một chiếc lược để kéo thẳng tóc trong khi sấy nó với nhiệt cao. Cách duỗi tóc này sẽ thích hợp cho những bạn sở hữu một mái tóc không quá xoăn và thỉnh thoảng lại muốn thay đổi bản thân bằng một mái tóc xoăn mượt. Một tip để phương pháp duỗi tóc bằng máy sấy và lược trở nên dễ dàng hơn đó là bạn hãy chắc chắn mình đã gỡ rối tóc và trải cho tóc mượt rồi mới bắt đầu thao tác sấy bạn nhé. Phương pháp thứ hai, duỗi tóc bằng tay và lược. Đây là phương pháp duỗi tóc tự nhiên và mộc mạc nhất. Bạn có thể sử dụng lược và tay để kéo cho căng lọn tóc dọc theo đường từ gốc đến ngọn. Đây lại sẽ là một phương pháp duỗi tóc cho các bạn vốn có một mái tóc mượt tự nhiên. Ngoài ra, để tăng hiệu quả duỗi tóc, bạn cũng có thể xem xét sử dụng kết hợp với nhiệt. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn một mái tóc duỗi tự nhiên, phần tóc không bị ép thẳng vào mặt, thì việc sử dụng nhiệt lực lên mái tóc cũng không quá cần thiết đâu nè. Thứ ba, duỗi tóc bằng máy là tóc. Sử dụng máy là tóc là một trong những kỹ thuật phổ biến được nhiều bạn nữ dùng để duỗi tóc nhất do nó vừa tiện lợi, nhanh chóng lại không tốn quá nhiều chi phí. Ở phương pháp duỗi tóc này, bạn nên chia tóc thành từng phần nhỏ và bắt đầu là từ gốc đến ngọn, duỗi một phần nhỏ mỗi lần để đảm bảo kết quả duỗi tóc được tốt nhất. Ngoài ra, hãy cân nhắc sử dụng thêm các sản phẩm dưỡng bảo vệ tóc trước tác động của nguồn nhiệt lớn bạn nha, để chúng ta có thể bảo vệ cho mái tóc được bóng khỏe bạn nhé. 4. Duỗi tóc bằng hóa chất. Nếu bạn muốn sở hữu một mái tóc thẳng trong thời gian dài, hãy thử cân nhắc việc ra salon làm tóc và sử dụng các dịch vụ duỗi tóc của họ bạn nha. Với dịch vụ duỗi tóc này, mái tóc bạn sẽ trở nên mượt mà, bóng mượt mà không cần yêu cầu bạn phải dành ra một khoảng thời gian lớn mỗi ngày chỉ để duỗi tóc nữa đâu nhé. Tuy nhiên, trong kỹ thuật duỗi tóc này, để duy trì cho một mái tóc được xuân mượt trong thời gian dài, người thợ làm tóc buộc sẽ phải kết hợp sử dụng với các hóa chất để duỗi tóc. Vì vậy, đây là một phương pháp vẫn có nguy cơ gây hư tổn cho tóc và yêu cầu bạn cần chú ý chăm sóc để mái tóc được bóng mượt suốt cả một thời gian dài. 5. Duỗi tóc bằng hơi nước. Kỹ thuật duỗi tóc bằng hơi nước là một phương pháp mới nổi, được sử dụng rộng rãi tại những salon làm tóc hiện nay. Ở kỹ thuật duỗi tóc này, bạn có thể sẽ được sử dụng máy duỗi hơi nước hoặc máy sấy tạo hơi nước để tạo kiểu tóc thẳng mượt. Hơi nước được tỏa ra từ những thiết bị làm tóc này sẽ giúp làm mềm và duỗi tóc trở nên thẳng mượt. Đồng thời, đây cũng là một giải pháp giảm tác động nhiệt lên tóc tuyệt vời so với việc sử dụng máy duỗi thông thường đó bạn. Kỹ thuật duỗi tóc bằng hơi nước thường an toàn hơn cho tóc vì nhiệt độ của nó sẽ không quá cao như khi sử dụng máy duỗi tóc thông thường. Đồng thời, hơi nước cũng có thể giúp giữ độ ẩm cho tóc, tránh tình trạng khô sơ. Một số lưu ý khi chăm sóc tóc duỗi. Khi sở hữu một mái tóc xoăn mượt từ các kỹ thuật duỗi tóc, nhiều bạn lại chủ quan bỏ bê các bước chăm sóc tóc duỗi quan trọng, khiến mái tóc duỗi thẳng không giữ được lâu hay thậm chí là trở nên gãy rụng hay khô sơ. Vì vậy, tiếp sau đây, Lóc Đẹp sẽ chia sẻ tới bạn một số những lưu ý khi chăm sóc tóc duỗi như sau. 1. Sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp. Hãy lựa chọn dầu gội, dầu xả và các sản phẩm chăm sóc tóc được thiết kế đặc biệt cho tóc duỗi bạn nha. Những sản phẩm này thì thường sẽ chứa nhiều thành phần dưỡng chất và các chất bảo vệ tóc giúp cho mái tóc duỗi của bạn duy trì độ ẩm, mềm mượt và bảo vệ tóc khỏi hư tổn đó bạn. 2. Sử dụng sản phẩm bảo vệ tóc chống nhiệt. Nếu bạn sử dụng máy sấy, máy duỗi tóc hoặc bất kỳ công cụ tạo kiểu tóc nào có sử dụng nhiệt khác, hãy luôn nhớ sử dụng các sản phẩm bảo vệ tóc khỏi tác động của nhiệt nóng bạn nha. Những sản phẩm bảo vệ nhiệt sẽ giúp giảm thiểu tác động nhiệt lên tóc, bảo vệ chúng khỏi sự hư tổn, giảm thiểu sự mất nước của tóc đó bạn. Một số sản phẩm bảo vệ tóc bạn có thể tham khảo như Tresemme Keratin Smooth Heat Protect Spray, sữa dưỡng tóc từ Tsubaki, Casia Protein Spray và vân vân. Thứ ba, tránh sử dụng nhiệt quá cao. Nhiệt độ cao thì sẽ gây ra sự hư tổn và làm mất đi độ thẳng mượt của mái tóc đã duỗi đó bạn. Vì vậy, việc hạn chế sử dụng máy sấy, máy là và các công cụ nhiệt khác ở mức độ cao thì rất quan trọng luôn đó nhé. Nếu cần sử dụng thì Lóc Đẹp khuyên bạn nên sử dụng máy làm tóc ở mức độ nhiệt thấp và ổn định và tránh để nhiệt quá lâu trên một vùng tóc bạn nha. 4. Cắt tỉa tóc định kỳ. Để giữ cho mái tóc duỗi luôn trông tươi mới và không bị tình trạng chảy ngọn, bạn hãy thường xuyên đi cắt tỉa tóc nha.
Việc cắt tỉa sẽ giúp bạn loại bỏ phần tóc hư tổn và tạo nếp tóc trông gọn gàng, đều đặn, giúp mái tóc rũ của bạn trông thẳng và mềm mượt hơn. 5. Bảo vệ tóc trước khi ngủ. Trước khi đi ngủ, hãy buộc tóc lại hoặc sử dụng vỏ gối satin để tránh ma sát giữa tóc và gối. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng tóc bị vướng, xoăn lại trong khi quá trình ngủ bạn nhé. 6. Chăm chỉ ủ, hấp tóc. Duỗi tóc thì có thể làm tóc bạn trở nên khá khô và mất đi độ ẩm tự nhiên của tóc. Vì vậy, hãy chú trọng đến việc cung cấp độ ẩm cho mái tóc bằng cách sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm, dầu chăm sóc tóc hoặc mặt nạ ủ tóc, hay là ra salon hấp tóc định kỳ bạn nha. Điều này sẽ giúp mái tóc duỗi thẳng của bạn trông bóng mượt và không bị sơ cứng. Một số sản phẩm ủ tóc tại nhà bạn có thể tham khảo như kem ủ tóc Fino Shiseido, kem ủ tóc Tsubaki hoặc kem ủ tóc Olexer. Top 10 kiểu tóc duỗi ngắn đẹp. 1. Tóc ngắn duỗi cụp. Tóc ngắn duỗi cụp thì là một kiểu tóc được thợ làm tóc khéo léo giữ phần mái tóc ở một độ ngắn vừa phải, với phần đuôi được duỗi cụp ôm vào mặt giúp che đi một vài điểm tự ti của các bạn gái một cách khéo léo. Đặc biệt, kiểu tóc duỗi ngắn đẹp này còn phù hợp với mọi hình dáng khuôn mặt, đặc biệt là các bạn nữ có khuôn mặt dài, giúp tạo cảm giác khuôn mặt trở nên tròn trịa và đáng yêu hơn. Tóc ngắn duỗi phồng. Đây sẽ là một kiểu tóc duỗi ngắn đẹp các bạn nên cân nhắc nếu muốn sở hữu một mái tóc thẳng bông bềnh tự nhiên nhé. Kiểu tóc ngắn duỗi phồng sẽ mang đến vẻ nữ tính, dịu dàng và đáng yêu cho các bạn nữ đó. Ngoài ra, để tăng thêm sự cuốn hút của mái tóc duỗi phồng, bạn có thể cân nhắc kết hợp với những màu tóc thời trang để tạo điểm nhấn và làm nổi bật cho kiểu tóc xinh xắn của bạn nhé. Ba. Tóc duỗi thẳng. Một kiểu tóc được nhiều bạn nữ yêu thích và ưa chuộng phải kể đến kiểu tóc duỗi thẳng này. Kiểu tóc duỗi ngắn này khá đơn giản và dễ thực hiện. Do đó, kiểu tóc duỗi này là sự lựa chọn phổ biến của nhiều bạn nữ hiện đại. Mặc dù không phải một kiểu tóc quá cầu kỳ, nhưng tóc duỗi thẳng vẫn mang lại vẻ năng động và trẻ trung cho nhiều các bạn nữ. 4. Tóc duỗi thẳng tự nhiên. Tóc duỗi thẳng tự nhiên được biết đến là một kiểu tóc nữ rất được ưa chuộng và trở thành xu hướng trong thời gian gần đây. Đặc biệt nhất là kiểu tóc ngắn duỗi tự nhiên này lại rất dễ để chăm sóc, giúp bạn không cần phải quá lo lắng về tình trạng tóc khô sơ hay gãy rụng nữa. Mặc dù vậy, nhưng nếu được, bạn vẫn cần bổ sung độ ẩm cho mái tóc để mái tóc duỗi tự nhiên của mình được khỏe mạnh và mềm mượt bạn nha. 5. Tóc duỗi cụp ngắn ngang lưng. Với độ dài vừa phải, mang đến sự tiện lợi và thoải mái. Tóc duỗi cụp ngắn ngang lưng là một kiểu tóc phổ biến và quen thuộc với nhiều phụ nữ. Theo đó, tóc duỗi cụp ngang lưng có độ dài vừa phải, không quá ngắn nhưng cũng không quá dài, tạo cho khuôn mặt của bạn một nét đẹp cân đối và hài hòa, cực tự nhiên và tinh tế. 6. Tóc duỗi ngắn. Tóc duỗi ngắn khá đơn giản nhưng lại là một sự lựa chọn hàng đầu của nhiều chị em đó nha. Kiểu tóc này giúp tôn lên nét duyên dáng, nữ tính của bạn nữ. Đồng thời, kiểu tóc này cũng làm gương mặt bạn trở nên thon gọn và thanh thoát hơn. Rất phù hợp với những bạn sở hữu khuôn mặt tròn, dài và vuông đó nha. 7. Tóc duỗi layer. Kiểu tóc layer thì đã quá nổi tiếng với độ biến hóa phù hợp với mọi hình dáng khuôn mặt hay sắc màu của tóc. Và tất nhiên thì tóc duỗi layer cũng là một kiểu tóc thời thượng không kém. Kiểu tóc duỗi ngắn này mang đến cho bạn vẻ ngoài trẻ trung, tăng thêm sự tự tin cho bạn khi xuống phố mà không yêu cầu bạn cần bỏ ra quá nhiều công sức chải chuốt cho mái tóc này. 8. Tóc duỗi uốn đuôi. Kiểu tóc này được duỗi thẳng và kết hợp với kỹ thuật uốn nhẹ ở phần đuôi, tạo ra vẻ đẹp tự nhiên, trẻ trung được rất nhiều bạn nữ yêu thích. Tóc duỗi uốn đuôi mang lại một vẻ ngoài tươi mới, tự nhiên và thanh tú cho các bạn nữ năng động của cuộc sống hiện đại đó nha. 9. Tóc duỗi thẳng mái thưa. Tóc duỗi thẳng mái thưa tuy không phải là một kiểu tóc quá mới mẻ, nhưng nó lại không hề mất đi sức hút đặc trưng đâu nha.
Thậm chí vì tính linh hoạt của kiểu tóc duỗi ngắn đẹp này mà tóc duỗi thẳng mái thưa được rất nhiều ngôi sao và các bạn hot girl Việt ưa chuộng, biến tấu thành nhiều phong cách độc đáo, cuốn hút. Tóc duỗi cho nàng mặt tròn. Những cô nàng có đôi má phúng phính luôn mang đến một cảm giác tươi sáng, đáng yêu. Bạn có thể chọn những kiểu tóc duỗi phù hợp để tôn lên vẻ đẹp và che đi một phần đôi má bánh bao của mình một cách khéo léo và tạo cảm giác khiến gương mặt trở nên thon gọn hơn. Và trên đây là 10 kiểu tóc duỗi ngắn đẹp mà các nàng nên tham khảo cho hè này đó. Ngoài ra, trong video, Tóc Đẹp cũng đã chia sẻ tới bạn một số những bí kíp chăm sóc tóc duỗi tại nhà siêu đỉnh. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp chị em sở hữu một mái tóc bóng mượt, khỏe mạnh, giảm tình trạng gãy rụng nha. Đừng quên để lại một like, share, đăng ký và nhấn chuông để có thể theo dõi những video mới của Tóc Đẹp một cách nhanh nhất bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.